chậu cái độ mấy thằng chợ đó nó vô trả 50 đó. Để tôi quay cái cặp mai này lại, tôi cho thằng bạn nó chọn cây ăn cặp. Giữ chợ cây này lắm nè. Cây nó gốc giữ chợ, cái này cũng gốc nè. Bươi ra là bộ rễ giữ chợ. Thì nó bây giờ nó đang sát ở đây thì nó nằm ở đây rồi. Giữ chợ. Nhưng mà dưới nó dữ lắm không? Trời ơi, bộ rễ bứng lên rồi. Giữ chợ cái này cũng mang là chuyển rồi. Trồng hơn 30 năm dưới này. Đất xuống cho cả gan là mới bù rễ bung ra. Nó cao khoảng 2 mét, 1,5 mét đến 2 mét. Chắc cao 1,5 mét. Là nó tỉa lại. Ừ. Tỉa lại gọn lại lùng rồi chứ đâu cần phải gan. Cây này đó anh trồng được chừng 30 năm. Có 30 không? Dưới trời, hồi đó 30 năm mà được cặp mai vàng này thì cũng khiếp rồi. Cây hai cây này còn cây kia nữa phải không? Cây nữa mà. Xem kỹ nha các bạn. Chơi, là cây này nó cũng thành hình rồi nè. Ừ, hình tỉa lại chứ hả? Mấy này là tỉa gọn rồi. Hình. Cây này không chắc không tới 30 năm đâu. Cây này chắc có mười mấy năm. Lâu lắm, nó đài mai luôn rồi. Chứ mai chỉ bấy được cái lá nhỏ là không biết cái mai đài à. Ừ. Còn cái mai mới trồng mà cái lá nó bự dữ lắm. Vừa như cái cây... cái cây gì trong kia? Quý à? Tiêu quý đó. Phải không? Như cây này bán nhiêu tiền? Ủa, gặp nhỏ thôi. Còn ở đâu lận? Trên Bình Thuận. Chỗ nào? Nghe chợ luôn. Ở đường Thống Lốc vậy? Chợ này nè, chợ Bình Thuận nè. Cái chậu bự mà tỉa lại mà để một chiếu tham nhà thôi coi. Có thì nó phải sửa chứ. Nhưng mà cái này của anh cũng thành có hình rồi đó chứ. Của anh uống gì là nó đạt rồi nè. 95% mà chứ còn uống gì nữa. Nhưng mà coi cái bộ rễ của nó đẹp hay không là do cái bộ rễ này nè. Mà rễ mai trắng hầu như là nó đẹp hết á. Về trồng cái chậu đâu phải trồng vị đâu, nó lưng bộ rễ ra nữa. Đúng rồi. Lưng cái bộ rễ nữa trên nửa dưới là coi nó mới đẹp. Thấy không? Thấy mà bây giờ cái đời tôi mà trồng có mai tôi lớn hay đâu. Cụ nó cũng nó phụ cái lại không á. Cái này bộ đế chắc dữ lắm hả? Mẹ không giờ không thấy coi. Cụ mẹ dễ không nè. À. Dưới trời bộ rễ lắm chứ phải mà chơi đâu. Dưới trời ông ơi. Cái mai có giá trị là nhờ bộ rễ á. Ừ. Đúng rồi, quá trời. Ừ. Rễ chắc một ôm luôn phải không? Trời này nó già luôn ông ơi. Cây mai này đẹp nè. Cây mai này nó bị nó cái gì vậy ta? Cái này nó bị cái gì mà trắng trắng vậy ta? Thì vậy đó, cắt kiếp rồi độ nó đại cái ba lên là vậy đó. Ra lá nhỏ. Cái này. Cây này nó có giá trị rồi, cái lá nhỏ gì nên giá trắng nên nó có. Ừ, cây này chịu là có thể nó bứng liền nhiều chịu. Hả? Cây này dữ không? No. Cây này đẹp.
xương là cái là như chậu. Cây này chắc không lâu năm dữ lắm mày. Thì nó cứng mà ổng. Từ 30 năm tới lên đó. Bộ để dữ trời ha. Ông già ổng trồng là. Nhưng mà trên này sao để hai ngọn nghe trời, cái này nè. Thì đủ mình cái dạng mình để đại vậy đó. Nè này nè. Nhưng mà nó hay lên hay chỗ này nè. Hai mua thì nó cắt lại như nè, nè. Chùm gửi đó đó, đó mới hay đó. Đừng để chứ ngắt. Chùm gửi nó có giá trị. Ừ. Trời trời. Ủa cái chùm gửi đeo là không biết cây mai nó cỡ nào. Chị trời ha. Cái này vậy vậy đó tôi cho hồi tiếp thu vô là cỡ 2-3 năm là bứng lên đây trồng rồi. Đến đây, ông già lên.